vô và người nào hồi nãy chơi mà chưa thắng chia lại cho tôi thành ba nhóm, mỗi nhóm 4 đến 5 người vậy đi. Nhân vật chính, mọi người nhân vật chính. Hai bốn nhóm đi từ 4 đến 5 người. Rồi. Gì? Cái nhóm này ngồi yên đây. Dạ sao? Giờ nói đi đúng không? Ủa, sao em nói là không đi mà?